xin kính chào quý vị đang theo dõi chuyên mục Trà đẹp của Mắt Hôm. Ngày hôm nay Nhật An sẽ tiếp tục giới thiệu quý vị những mẫu nhà do Mắt Hôm trực tiếp thiết kế và thi công xây dựng. Nhưng mà khác với thường ngày là mỗi ngày anh chỉ review một căn nhà thì ngày hôm nay anh sẽ làm một video này để làm tổng kết lại top 5 mẫu nhà đẹp nhất tháng 11 vừa qua do Mắt Hôm tôi thiết kế và thi công xây dựng quý vị nhé. Và trước khi mà An đến với top 5 của ngày hôm nay thì có lẽ là An phải giới thiệu sơ qua về kênh YouTube của Mắt Hôm cũng như là nhà đẹp Mắt Hôm đến với tất cả quý vị nào mà chúng ta lần đầu tiên xem qua YouTube của Mắt Hôm. Thì Mắt Hôm chúng tôi là công ty thiết kế và thi công trọn gói nhà ở trên khắp các tỉnh thành của đất nước Việt Nam. Và nếu quý vị chúng ta là gia đình của mình ở Việt Nam mà quý vị đang ở nước ngoài, chúng ta muốn liên hệ để xây dựng nhà ở cho gia đình của mình thì cũng đừng ngần ngại hãy liên hệ ngay qua những số hotline của Mắt Hôm thì chúng tôi sẽ hỗ trợ quý vị trong thời gian sớm nhất. Bên cạnh hai trang YouTube chính là Mắt Hôm và Nhà đẹp Mắt Hôm, liên quan đến xây dựng và thiết kế nhà ở thì chúng tôi còn có một trang YouTube nữa, đó chính là Smart Home Nội thất trọn gói. Thì đúng như cái tên của nó quý vị ạ, tức là sau khi mà chúng ta xây dựng căn nhà của mình bên ngoài xong thì An chắc chắn luôn là tất cả ngôi nhà sau khi xây xong thì chúng ta phải quan tâm đến vấn đề nội thất. Đó là cái điều đương nhiên rồi. Cho nên là nếu quý vị đã xây dựng xong nhà ở Smart Home thì không có lý do gì mà chúng ta lại từ chối xem qua nội thất của Smart Home, đúng không ạ? Bởi vì An chắc chắn rằng chúng tôi cũng có những mẫu nội thất hoàn toàn có thể làm bật lên vẻ đẹp của ngôi nhà từ phía bên ngoài. Và nó sẽ rất là phù hợp nếu quý vị chúng ta lựa chọn cả ngoại thất của Smart Home và nội thất Smart Home, thì đó là một cái điều vô cùng tuyệt vời. Và trong thời gian này thì chúng tôi cũng đang chạy rất là nhiều chương trình khuyến mãi như là chiết khấu 3-8% giá trị công trình khi ký kết hợp đồng thi công trước 3 tháng, hay là nhận ngay một xe SH125i đời 2021 cùng nhiều phần quà hấp dẫn lên tới 30 triệu đồng khi ký kết hợp đồng thi công với Mắt Hôm. Cho nên là quý vị nào mà chúng ta đã bàn bạc với gia đình rồi thì đừng ngần ngại hãy liên hệ ngay với Mắt Hôm và những số hotline để được nhân viên của chúng tôi tư vấn nhé. Trở lại chủ đề chính chúng ta ngày hôm nay thì An sẽ giới thiệu quý vị về top 5 mẫu nhà đẹp nhất tháng 11 do Mắt Hôm thiết kế. Và thật sự thì cái top 5 này thì cũng do An tự mình là lọc lại thôi quý vị ha, và dựa theo cái gu thẩm mỹ của Nhật An. Cho nên nếu quý vị mà chúng ta đã theo dõi Mắt Hôm mà chúng ta thích những cái mẫu nhà khác thì cũng hoàn toàn ổn hết. Nói chung thì cái vẻ đẹp thì là do mỗi người mỗi gu, đúng không nào? Cho nên là Nhật An sẽ dựa vào công năng nè, dựa vào cái hình thức bên ngoài, cái sự sáng tạo một chút xíu, độc đáo chút xíu để An sẽ kết luận lại là top 5 mẫu nhà đẹp. Và An hy vọng là quý vị cũng có thể tham khảo, biết đâu chúng ta chọn được một ngôi nhà yêu thích của mình. Đầu tiên ta sẽ đến với vị trí thứ 5 trong top 5 mẫu nhà đẹp tháng 11 ngày hôm nay. Đó chính là mẫu nhà của anh Nguyễn Thanh Quang ở Rong Park, Đắk Lắk. Thì đầu tiên với cái mẫu nhà số 5 này thì An nghĩ đây là một cái mẫu nhà nó quá đổi quen thuộc với những ai đã theo dõi kênh YouTube của Mắt Hôm, đúng không ạ? Mẫu nhà này thì An hay gọi vui là mẫu nhà quốc dân đó quý vị, tức là cứ gọi là đăng tải video lên là chắc chắn sẽ có quý vị yêu thích và sẽ hỏi đến mẫu nhà này. Thì với mẫu nhà của anh Quang ở đây, đầu tiên ta có thể thấy được đó chính là phong cách của ngôi nhà là phong cách hiện đại ha, rất là rõ nét với những cái hình khối vuông vức nè, bề thế và nói chung là tạo chúng ta một cái cảm giác rất là dễ chịu khi mà ngắm nhìn. Về vật liệu thì ngôi nhà sử dụng rất đa dạng vật liệu, như là chúng tôi sẽ ốp gạch Inox Hall nè, ở những vị trí nè, ở phía mặt tiền nè, hay là ở mặt bên của ngôi nhà nè, cũng như là gạch giả đá thì chúng tôi sử dụng ở bên dưới chân tường để góp phần là bảo vệ cái phần chân tường là một. Thứ hai là trang trí ngôi nhà đẹp hơn, chúng ta không lo sợ là ngôi nhà hoặc cái nước sơn của ngôi nhà chúng ta bị ẩm mốc phồng rộp sau một thời gian sử dụng, thì đây là cái tác dụng của nó. Đặc điểm tiếp theo của ngôi nhà mà anh cho thêm điểm cộng đó chính là về màu sắc. Thì ở đây chúng tôi sẽ kết hợp những cái tông màu cũng khá là quen thuộc. Thứ nhất là tông màu sơn màu trắng nè, và thứ hai là tông màu xanh ghi. Thì đây là hai cái tông màu có thể là nó sẽ không quá hot, nhưng mà nó sẽ luôn luôn là cái tông màu không có bị lỗi thời quý vị ha. An cho quý vị xây ngôi nhà xong 5-10 năm nữa, dù cái xu hướng thế giới đã thay đổi rất là nhiều, thì cái màu sắc này chúng ta nhìn vào chúng ta vẫn không có bị sến, không có bị cũ kỹ, bởi vì đây là hai gam màu trung tính. Và liên quan đến màu sắc thì chắc chắn chúng ta cũng có thể nói qua về phong thủy. Thì màu trắng và màu xanh, đây là hai cái tông màu nó liên quan trực tiếp với những gia chủ là mệnh thủy quý vị ha. Nếu mà chúng ta mệnh thủy thì có thể tham khảo cho ngôi nhà của mình.
Một đặc điểm cũng khá là nổi bật của ngôi nhà anh Quang chính là ở phần giàn hoa, thì ở đây chúng tôi sẽ sử dụng là giàn hoa bê tông được sơn trắng đặt ở phần ban công của tầng 2. Đây là một cái điểm nhấn vô cùng duyên dáng cho ngôi nhà. Và đã nhìn về ngôi nhà ở phía bên ngoài rồi thì An cũng nói sơ về hình dạng cũng như là về kích thước của ngôi nhà quý vị ha. Thì chúng ta sẽ mở về mặt bằng của ngôi nhà lên và xem. Thì ngôi nhà anh Quang ở đây chiều dài là 14,8m, chiều rộng là 9,11m và diện tích sử dụng của cả căn nhà này An tính được là khoảng 170m2. Đó là vị trí thứ 5 trong top 5 mẫu nhà đẹp tháng 11 ngày hôm nay mà An giới thiệu đến quý vị. Tiếp đến ta sẽ đến với vị trí thứ 4. Thì đây cũng là một mẫu nhà có phong cách hoàn toàn khác với mẫu nhà trước và An cũng đánh giá là một trong những mẫu nhà vô cùng nổi bật. Đó chính là mẫu nhà của chị Ngàn Alin ở Đồng Nai. Đầu tiên thì điều mà An thích ở ngôi nhà này và An thấy khác biệt hẳn so với ngôi nhà trước là quý vị có thấy là ngôi nhà là chuyển một phong cách hoàn toàn khác. Nếu như ở phía trước thì chúng ta thấy là một mẫu nhà hiện đại rất là rõ nét, thì ở đây là chúng ta sử dụng là phong cách tân cổ điển. Phong cách tân cổ điển của nhà chị Lin được thể hiện ở những vị trí như là ở phần mái vòm nè, những cái đường cong rất là duyên dáng. Rồi ở cái phần ban công thì cũng được thiết kế những đường cong nè quý vị ha. Hay là ở ngay ở phía trước mặt tiền ngôi nhà, phía trên trần thì chúng tôi cũng đã đặt ở bên ngoài ngôi nhà là một cái đèn chùm vô cùng lộng lẫy. Thì nếu mà vị khách nào mà đến thăm nhà của chị mà đứng ngay khu vực này thì anh chắc chắn cũng sẽ bị ấn tượng bởi cái vẻ đẹp của ngôi nhà của chị Lin. Điều thứ hai của ngôi nhà mà khiến An yêu thích đó chính là phần mái thái. Chúng tôi sử dụng là mái ngói Fuji màu nâu cà phê. Và mái thái thì nó sẽ giúp cho ngôi nhà của chúng ta luôn luôn tạo nên cái chiều cao, cái sự ấn tượng trong không gian. Giữa một cái khu đất rất là nhiều ngôi nhà thì chắc chắn một ngôi nhà mà xây dựng theo kiểu mái thái nó sẽ nổi bật lên hẳn. Bởi vì mái thái nó có cái thế mạnh là về chiều cao, nó sẽ giúp cho quý vị chúng ta chú ý đến ngôi nhà đó ngay lập tức. Và sẵn nói về màu nâu cà phê thì chắc chắn đây cũng sẽ là một cái gam màu mà An sẽ thường xuyên nhắc đến, bởi vì nâu cà phê là một trong những gam màu thời thượng và được yêu thích nhất hiện nay bên cạnh gam màu xanh. Bởi vì nâu cà phê là cái gam màu nó không quá chói, nó không quá nổi bật, nhưng mà nó vẫn có cái vẻ đẹp gì đó, chúng ta thấy nó trầm tĩnh một chút xíu nhưng mà nhìn sẽ ngày càng nhìn là càng thấy đẹp đó. Và liên quan đến phong thủy thì màu nâu cà phê nó sẽ rất hợp với những gia chủ mệnh thổ, bởi vì mệnh thổ là tượng trưng cho đất đúng không quý vị, cho nên là màu nâu mà liên quan đến mệnh thổ là một cái combo nó quá hoàn hảo luôn. Và những ai mệnh thổ thì chúng ta có thể tham khảo cái màu sắc này cho ngôi nhà của mình. Ngoài ra thì ngôi nhà chúng tôi còn sử dụng có một số phần vách tường nè, thì còn sẽ ốp gạch là granite có màu vàng nữa, màu vàng vân mây. Thì màu vàng nó cũng là cái màu tượng trưng cho mệnh thổ luôn quý vị ha. Cho nên là vừa có màu nâu mà vừa có màu vàng nữa thì ngôi nhà của chị Lin ở đây là rất hợp với gia chủ mệnh thổ. Điểm tiếp theo của ngôi nhà muốn nói đến đó chính là cửa nhôm hệ sinh pha. Thì chúng tôi sử dụng từ cửa chính đến cửa sổ, đến cửa sâu, đến cửa tầng áp mái thì tất tần tật đều là cửa nhôm hệ sinh pha hết. Và cửa nhôm sinh pha thì sẽ luôn luôn có ưu điểm là gì ạ? Đó chính là nó sẽ giúp lấy sinh khí, lấy ánh sáng vào bên trong một cách tốt nhất. Và nhôm sinh pha thì nó sẽ chống co ngót, chống mối mọt vô cùng tốt. Và nhờ thiết kế thanh nhôm rỗng cho nên là nó cũng, và hệ xoăn EPDM cho nên là nó cách âm vô cùng tốt luôn quý vị ha. Chúng ta ngồi bên trong nhà sẽ không có bị nghe tiếng ồn ào quá nhiều từ phía bên ngoài. Và đặc điểm của ngôi nhà nữa mà An cũng phải nói đến đó chính là sự đa dạng vật liệu như An nói lúc nãy. Đó chính là ở phía mặt tiền ngôi nhà này thì chúng tôi ốp đá granite màu vàng vân mây rất là nổi bật ha. Thường thì mặt tiền lúc nào cũng để ý, quý vị để ý đi, là luôn sẽ lựa chọn những cái gì nổi bật nhất, xuất sắc nhất là sẽ cho lên mặt tiền. Và chân tường thì chúng tôi sẽ ốp đá rối màu ghi, rất là hợp với phong cách chung của ngôi nhà của chị. Tiếp đến thì ta sẽ nhìn qua mặt bằng của ngôi nhà, thì ngôi nhà của chị Lin ở đây có chiều dài là 21,05m, chiều rộng là 7m và diện tích sử dụng của cả căn nhà 2 tầng này là rơi vào tầm khoảng 200m2. Đó là vị trí thứ 4 trong top 5 ngôi nhà đẹp nhất tháng 11 mà An vừa giới thiệu được quý vị. Bây giờ ta sẽ tiến đến vị trí thứ 3 là top 3 đó quý vị ha. Thì ở vị trí top 3 này đó chính là mẫu nhà của anh Lê Văn Dương ở Triều Sơn, Thanh Hóa.
Một lần nữa thì mẫu nhà này nó lại có một phong cách và một cái đặc trưng nó hoàn toàn khác so với hai mẫu nhà trước. Sở dĩ mà An chọn mẫu nhà này ở đây bởi vì hiện tại thì An thấy là nhà vườn một tầng đang ngày càng được ưa chuộng nhiều hơn. Do đó ở đây thì An sẽ lựa chọn một mẫu nhà vườn một tầng để vào mẫu nhà top 3 ha. Và với mẫu nhà của anh Dương thì chúng ta sẽ thấy nổi bật ngay lập tức khi mà chúng ta vừa nhìn vào. Đó là phần mái Nhật màu xanh dương đậm. Và mái Nhật thì sẽ có luôn luôn có ưu điểm của nó, chính là cái sự bình dị nè. Nhìn thì cảm giác như là nó sẽ không quá nổi bật như là mái Thái, nhưng mà nó sẽ luôn có cái vị trí nhất định của nó. Và mái Nhật thì nó là sự kết hợp giữa mái Thái và phong cách châu Âu, cho nên nó có cái vẻ đẹp hòa quyện, nó như một đứa con lai vậy đó quý vị. Nó có phần đông mà nó có phần tây nữa, cho nên là cái vẻ đẹp của nó rất là thú vị. Và phần ngói thì chúng tôi lợp là mái ngói Fuji ha. Màu sơn của ngôi nhà thì chúng tôi hoàn toàn sử dụng là một nước sơn một thôi, đó chính là màu sơn màu trắng. Và sở dĩ chúng tôi chỉ sơn một màu trắng là bởi vì ngôi nhà của anh Dương ở đây là chúng tôi sẽ theo phong cách tân cổ điển. Bản thân của ngôi nhà quý vị nhìn nè, ở những cái một số vị trí thì chúng tôi có trang trí khá là cầu kỳ. Do đó nếu mà chúng ta sử dụng một thêm quá nhiều màu sắc, ví dụ là xanh đỏ tím vàng gì đó vào căn nhà này thì cũng được, nhưng mà nhìn nó sẽ bị rối mắt. Cho nên là thay vì thế thì chúng ta sẽ chỉ chọn một cái màu trắng mà thôi, để nó nổi bật hơn về cái hình khối, nó nổi bật hơn về những cái hình trang trí. Còn màu sắc thì nó chỉ là một cái điểm, như là một cái nền ở phía sau, để mà chúng ta sẽ không có bị quá rối mắt khi mà ngắm nhìn. Về thức cột thì như anh nói là quý vị thấy ngay ở trung tâm của ngôi nhà ha, ngay khu vực sảnh chính đó là 4 cây cột. Thì 4 cây cột này chúng tôi đều sử dụng thức cột là thức cột Ionic. Sở dĩ là thức cột Ionic được sử dụng ở đây bởi vì trong phương thức là nhà tân cổ điển thì sẽ có 3 loại thức cột ha. Doric, Ionic và Corinthian. Thì Ionic nó sẽ tượng trưng cho một vẻ đẹp khá là duyên dáng của người phụ nữ. Do đó đặt vào ngôi nhà ta thấy là nhìn ngôi nhà tự nhiên có cái vẻ đẹp quý phái hơn hẳn. Và phong cách tân cổ điển ngoài cái thức cột này còn được thể hiện ở cái phần lan can ở ngay phía mặt tiền, ở ngay khu vực tam cúp nè quý vị. Hai bên là lan can thì chúng tôi sử dụng những cái con tiện được thiết kế những cái đường cong rất là đẹp mắt. Bên cạnh đó thì ngôi nhà còn chạy dọc theo những cái phào chỉ, những cái hình trang trí rất nổi bật. Và với một ngôi nhà vườn một tầng mà được thiết kế như nhà anh Dương ở đây thì An đánh giá là nó có vẻ đẹp sang trọng không thua kém bất kỳ một căn nhà cao tầng nào khác. Tiếp theo ta sẽ nhìn đến kích thước của ngôi nhà của anh Dương. Thì ở đây ngôi nhà sẽ có chiều dài là 15,03m và chiều rộng là 13,42m. Diện tích sử dụng của cả căn nhà anh tính được là rơi vào tầm khoảng 130m2, đầy diện tích chưa tính sảnh quý vị nhé. Đó là vị trí thứ 3 trong top 5 ngày hôm nay. Bây giờ ta sẽ tiến đến vị trí thứ 2. Đó chính là một mẫu nhà mà An nghĩ là sẽ vô cùng được yêu thích, chính là mẫu nhà của anh Phạm Văn Hà ở Chí Linh, Hải Dương. Với ngôi nhà của anh Hà ở đây thì khi mà anh chiếu lên thì anh nghĩ cũng một số quý vị sẽ thắc mắc là tại sao ngôi nhà này không đứng vị trí thứ nhất mà lại đứng vị trí thứ hai. Thì một xíu khi bạn nói đến vị trí số 1 thì anh sẽ lý giải lý do ha. Còn sở dĩ mà ngôi nhà sẽ nằm ở top 2 là bởi vì cái vẻ đẹp của nó quá thu hút đúng không ạ? Và ở đây cái vẻ đẹp ở đây của ngôi nhà, bên cạnh là vẻ đẹp đặc trưng riêng của ngôi nhà đi, thì em phải dành một cái lời khen luôn là cho đội ngũ kiến trúc sư thiết kế 3D của Mark Home, là bởi vì tạo nên cái vẻ đẹp 3D của nó quá thu hút. Và ngôi nhà khi mà nếu mà ở ngoài thực tế mà được đặt giữa một cái khu vườn rất là nhiều cây xanh như thế này thì em nghĩ là hết sảy luôn quý vị ha. Chắc chắn là khi mà quý vị mà chúng ta đến thăm nhà của anh Hà ở đây là phải trầm trồ đó. Bởi vì cái vẻ đẹp của nó. Đầu tiên thì ngôi nhà của anh Hà đó chính là phần mái Nhật. Ở đây chúng tôi sử dụng là mái ngói Fuji có màu xanh dương. Và mái ngói Fuji là một cái loại ngói nó xuất phát từ Nhật Bản và nó có rất là nhiều ưu điểm. Nó được nung ở nhiệt độ rất là cao, cho nên là nó sẽ có cái độ là nó sẽ bền, về độ bền cơ học là nó cao hơn gấp mười mấy lần so với cái loại ngói khác. Trọng lượng của nó cũng giảm hơn là 40% so với những loại ngói thông thường. Đặc biệt là nó được phun là màu ceramic nữa, cho nên là cái màu nó rất là bền đúng quý vị ha. Và mái ngói Fuji được lợp với ngôi nhà của anh Hà khiến cho ngôi nhà chúng ta trông nổi bật hơn rất nhiều.
Và đặc điểm như An đã nói là một cái điểm cộng vô cùng lớn của nhà anh Hà, đó chính là ở phần màu sắc. Thì chúng tôi sử dụng ở đây là những cái tông màu được kết hợp rất là nhuần nhuyễn với nhau. Ví dụ là đầu tiên là phần mái, như anh nói là ở đây chúng tôi lợp ngói Fuji và có màu xanh dương. Và cái màu xanh dương này nó lại không bị quá đậm như là một số căn nhà khác. An lại rất thích cái màu xanh dương này. Nếu mà nó đậm hơn quá thì An lại không thích nha. Nhưng mà cái màu vừa phải thế này thì ta thấy rất là dịu mắt. Ở bên dưới tường sơn thì chúng tôi sử dụng kết hợp là hai cái tông màu trung tính, đó chính là tông màu trắng và tông màu ghi. Còn một khu vực nhỏ nhỏ ở đây thì chúng tôi lại xuất hiện cái gam màu gỗ. Và màu gỗ thì nó là tông màu nóng, cho nên là ngôi nhà của anh Hà ở đây là kết hợp cả vẻ đẹp của cả ba tông màu nóng, lạnh và trung tính, cho nên là nhìn vô cùng bắt mắt. Gạch Inox cũng là một phần không thể thiếu của ngôi nhà của anh Hà và khiến ngôi nhà đẹp hơn. Thì chúng tôi sử dụng gạch Inox ở một số vị trí nhất định, như là ở cái phần cột của phần giàn hoa của tầng 2 nè quý vị, ở phần ban công nè, hay là ở ngay cái bồn hoa nè ở tầng 2 luôn, hay là ngay phía mặt tiền của tầng 1 thì ngay ở phía trên phía dưới của cửa sổ thì chúng tôi cũng ốp gạch Inox. Và gạch Inox thì cũng một lần nữa nó xuất phát từ Nhật Bản và nó sử dụng một số công nghệ nhất định. Ví dụ là công nghệ MiroGore để giữ làm sạch, hay là công nghệ Sintu Luster để mà tạo nên công nghệ ánh kim và khiến cho gạch Inox sẽ luôn có cái vẻ đẹp lộng lẫy. Và chúng ta chỉ cần lâu lâu quý vị ra, nếu mà chúng ta thấy nó bị bám bụi, ta lau chùi sơ là nó sẽ sạch được như mới. Và như nói lúc nãy thì cái màu gỗ sẽ xuất hiện ở bên ngoài của ngôi nhà, thì đây chính là một phần chúng tôi sử dụng là gỗ nhựa để ốp ở phía bên ngoài của ngôi nhà này quý vị ha. Và gỗ nhựa nó sẽ có ưu điểm hơn so với gỗ tự nhiên. Đó chính là thứ nhất, về giá thành thì chắc chắn nó sẽ thấp hơn. Thứ hai là chúng ta không lo nó bị co ngót mối mọt và bị phồng rộp hay là bị thấm nước mưa nếu mà chúng ta sử dụng phía bên ngoài trời như thế này, thì đó là ưu điểm của nó. Về kích thước thì ngôi nhà anh Hà sẽ có chiều dài là 16,04m và chiều rộng là 10,75m. Từ đó anh tính được diện tích sử dụng của cả căn nhà là rơi vào tầm khoảng 230m². Vậy thì đó chính là top 2 của ngôi nhà đẹp nhất tháng 11. Vậy thì top 1, ngôi nhà được vinh danh và theo gu của Nhật An nha, theo thẩm mỹ của An, đó là ngôi nhà đẹp nhất của tháng 11, thì đây sẽ là mẫu nhà nào? Thì xin mời quý vị chúng ta sẽ chiêm ngưỡng mẫu nhà đẹp nhất tháng 11 theo gu của An, đó chính là mẫu nhà của anh Thông ở Bình Dương. Thì đây sẽ là một mẫu nhà vườn một tầng, mái Thái phong cách tân cổ điển. Và một lần nữa thì An lại tôn vinh mẫu nhà vườn, bởi vì như An nói rồi, nếu quý vị mà chúng ta hiểu, tìm hiểu về nhà vườn, ta thấy là nhà vườn có rất rất là nhiều ưu điểm luôn. Ví dụ là nó sẽ giúp quý vị tiết kiệm thời gian lên xuống cầu thang nè. Rồi những cái thành viên trong gia đình, đặc biệt là nhà nào mà có trẻ em, có người lớn tuổi, thì chúng ta không cần lo sợ cái việc mà đi lên đi xuống cầu thang có thể là bị té ngã chẳng hạn. Bên cạnh đó thì nhà vườn một tầng nó sẽ kết nối với thiên nhiên xung quanh bên ngoài vô cùng là thuận tiện. Và cảm giác khi mà chúng ta sinh sống trong một căn nhà vườn một tầng thì luôn luôn cảm giác vô cùng mát mẻ. Với ngôi nhà của anh Thông ở đây thì chúng tôi theo phong cách tân cổ điển được thể hiện ở những cái kiến trúc vòm nè, hay là bên ngoài ngôi nhà như là mẫu nhà của Chê Lìn lúc nãy, thì chúng ta cũng sử dụng thêm những cái chụp đèn chùm ở phía bên ngoài ha, ngay phía sảnh chính, sảnh mặt bên của ngôi nhà. Rồi những cái cột ở đây là theo thức cột Doric nè, rồi những cái đường phào chỉ cũng vô cùng duyên dáng luôn ạ. Mái Thái thì nó lại phát huy tác dụng vô cùng tuyệt vời, đó chính là nó sẽ giúp tăng chiều cao của ngôi nhà. Bên cạnh đó thì mái Thái ở nhà anh Thông ở đây nó còn làm nhiệm vụ nữa, đó chính là liên quan đến phong thủy, thì mái Thái nó sẽ giúp chúng ta tránh được hiện tượng tích tụ hung khí quý vị nhé. Về màu sắc cũng là một cái điểm mà An vô cùng yêu thích của nhà anh Thông, là kết hợp hai tông màu là màu trắng và màu xanh ghi. Và nếu quý vị chúng ta muốn ở ngoài thực tế mà chúng ta được đẹp như ở trên hình như nhà anh Thông, thì có thể tham khảo qua dòng sơn của Mark Home, bởi vì chúng tôi sẽ luôn ký hiệu mã màu sơn rất là rõ bên dưới. Chúng ta chỉ cần tra cứu cái mã màu sơn này từ cái thùng sơn và chúng ta sẽ có được một ngôi nhà An chắc với quý vị là nó sẽ gần giống nhất với bản vẽ 3D. Về hệ cửa thì cửa chính và cửa sổ của ngôi nhà thì chúng tôi ở đây đều sử dụng là quý vị thấy là chất liệu là nó sẽ kết hợp nhé. Ví dụ là cửa chính là sử dụng là gỗ căm xe của Lào, thì cái điều này là thường là xuất hiện ở miền Nam của nước Việt Nam của chúng ta, miền Bắc thì sẽ thường là lựa chọn là gỗ lim Nam Phi.
Còn những cái cửa khác thì chúng tôi vẫn sử dụng cửa nhôm hệ Sigma. Tuy nhiên ở đây chúng tôi sẽ sơn là sơn màu gỗ một chút xíu để tạo nên cái hiệu ứng nó thú vị hơn. Và tâm cấp thì chúng tôi sử dụng của ngôi nhà là do gia chủ muốn ngôi nhà sẽ cao hơn so với sơn, cho nên chúng tôi sử dụng tam cấp ở đây là 5 bậc, tượng trưng cho ngũ hành kim thủy mộc hỏa thổ. Kích thước của ngôi nhà anh Thông thì có chiều dài là 17,9m, chiều rộng là 11,7m và diện tích sử dụng cả căn nhà anh tính được là khoảng 150m2. Một căn nhà vườn mà 150m2 là một diện tích vô cùng thoải mái để gia chủ có thể sinh hoạt. Vậy là ngày hôm nay Nhật An đã điểm qua cho quý vị về top 5 mẫu nhà đẹp nhất tháng 11 của Mark Home chúng tôi thiết kế và thi công xây dựng. Hy vọng rằng trong top 5 này sẽ có những mẫu nhà mà quý vị yêu thích. Hãy bình luận bên dưới để Nhật An biết rằng quý vị yêu thích nhất là mẫu nhà nào quý vị nhé. Và nếu quý vị chúng ta có nhu cầu thiết kế và thi công trọn gói nhà ở, đừng ngần ngại hãy liên hệ ngay với Mark Home qua những số hotline đang chạy trên màn hình hoặc comment ngay bên dưới video này. Đội ngũ nhân viên của Mark Home sẽ liên hệ lại quý vị trong thời gian sớm nhất. Đừng quên nhấn like, subscribe và chọn nút thông báo để không bỏ lỡ video mới nhất của chúng tôi nhé. Còn bây giờ, Nhật An xin kính chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin chào.